đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bánh bao của mình đâu mất rồi? Ôi không, bánh bao tây và bánh ngọt của mình. Ngon quá đi mất. Bụng của em đau quá. Sao thế? Cứu anh! Có ai giúp cháu với? Ở đằng kia có chuyện gì rồi? Chúng ta mau tới kiểm tra xem. Nửa em cháu bị sao vậy? Bụng cháu đau quá. Nhanh nào, mau đưa cậu bé đến bệnh viện. Bác sĩ Hiếu, tại sao cậu bé lại bị đau bụng vậy? Có vẻ như cậu bé này đã ăn phải đồ ăn có chứa độc. Cái gì cơ? Lừa chị, em trai cháu vừa ăn gì vậy? Em ấy ăn đồ cháu vừa mới mua, một cái bánh, dâu tây và bánh vào mà. Papillon, Dobby, chúng ta phải điều tra những cửa hàng này. Đã rõ. Chiếc bánh không có vấn đề gì. Tôi nói rồi, bánh của tôi đảm bảo mà. Tiệm bánh này 100 tuổi rồi đấy. Công thức gia truyền từ đời ông cố nội của cháu mà, nên không thể có vấn đề gì đâu ạ. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Dâu tây này là tự tôi hái luôn đấy. Chúng đều tươi mới cả. Con của tôi cũng ăn dâu này luôn mà. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Làm sao mà bánh phòng nhà tôi lại có vấn đề được chứ? Nhìn đi, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Mùi và hương vị đều tuyệt vời. Anh thử đi, ruột bánh mềm mại. Đây không phải bánh phòng cho tôi làm. Là đất sét. Đất sét? Bánh phòng ở đây cũng được làm từ đất sét. Đây cũng vậy. Đến cái gấp bánh cũng được làm từ đất sét luôn. Vậy là lừa em đã ăn phải bánh phòng được làm từ đất sét. Dấu tay này là của trẻ con. Là bạn của con trai tôi. Sao lại có nhiều đất sét thế này? Có vẻ như tê giác nhỏ đã làm ra những chiếc bánh vòng này. Gì? Cô tê giác, cô có biết con trai cô đang ở đâu không? Con trai tôi đến công viên chơi rồi. Thằng bé có nhắc là sẽ chia sẻ đồ ăn mình làm cho các bạn. Chia sẻ đồ ăn sao? Ôi không, chúng ta phải nhanh lên. Xong hết rồi. Nhìn y như thật. Tê giác nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Nhìn nó ngon quá. Hà mã nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Cậu bé cũng có ở đây. Ở đây cũng không có. Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Một miếng thôi. Một miếng nhỏ thôi. Không được ăn. Cái này có dấu răng rồi. Ôi không. Miếng nhỏ đã hút phải đất sét rồi. Hả?
Mau đưa cô bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được bỏ đồ chơi vào trong miệng, đặc biệt là những món đồ chơi làm từ đất sét nặn. Đất sét có thể rất vui khi chơi và thường có mùi thơm, nhưng nếu ăn phải hoặc nuốt phải có thể gây đau bụng hoặc thậm chí trúng độc. Các bạn đã nhớ chưa? Âm thanh đáng sợ. Dừng lại đi. Ai thế, dừng lại đi. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó đang chơi khăm chúng tôi. Tôi không thể ngủ nổi. Đúng vậy, xin hãy giúp chúng tôi. Mọi người đừng lo, để chúng tôi giải quyết vụ này. Hả? Là ai được nhỉ? Mình phải đi xem trước mới được. Để tôi dùng đôi tai siêu nhạy này nghe thử xem. Ôi không, tôi đau tai quá. Tôi không thể xác định được nơi phát ra âm thanh. Papillon, hãy dùng thiết bị của cô. Được, tôi làm ngay. Quân thân nhỏ, kích hoạt hệ thống định vị âm thanh. Tan. Tôi sẽ tìm ra nơi phát ra âm thanh bằng cách phân tích các bớt sóng. Wow. Tìm thấy rồi. Tan. Đấy là tiếng bụng tôi đang sôi lên đấy. Quân thân nhỏ, khóa âm thanh này. Tan. Nhanh nào, đuổi theo. Đi. Tan. Đường này. Tan. Tan. Quân chân nhỏ bị rơi vì sóng rung quá lớn. Chắc hẳn là căn nhà này. Để xem là ai nào. Xin hãy tắt nó đi, nó làm tôi đau đầu quá sức chịu đựng rồi. Hóa ra là cỗ máy đó đập vào trần nhà đến phát ra tiếng ồn. Babylon, hãy giúp tôi tới đó. Lên nào. Cuối cùng cũng đã dừng lại rồi. Anh Châu, như vậy thật là quá đáng lắm đấy. Tôi cũng không muốn như vậy đâu. Là do hàng xóm trên đầu tôi ngày nào cũng hát vào ban đêm làm cho tôi không ngủ nổi. Tôi chỉ muốn trả thù họ thôi. Nhưng tôi cũng không ngờ nó lại ồn đến như vậy. Nhưng tôi có nghe thấy gì đâu. Đấy, đó đấy, chính là tiếng hát đó đấy. Ai đang hát vậy? Nghe tệ thật đấy. Tiếng đang to dần lên, chúng ta đi kiểm tra nào. Trên tầng à? Có lẽ nào... Nhà này. Ôi không, là nhà mình. Hả? Họ đang chơi nhạc cụ sao?
ra người làm tôi mất ngủ lại chính là cậu à? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Thỏ Pipi, anh Châu, bởi vì hai người đã gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mọi người, hai người sẽ bị phạt lao động công ích. Dạ vâng ạ. Tôi sẽ không bao giờ gây ra tiếng ồn nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, làm phiền người khác bằng tiếng ồn là rất xấu, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng ta phải luôn luôn cẩn thận, không làm phiền người khác. Hãy ghi nhớ điều này nhá. Máy bán hàng lừa đảo. Máy bán hàng lừa đảo. Chỉ cần quay là sẽ có phần thưởng lớn. Wow, máy bay siêu ngầu, chào mừng con nó. Cháu hãy thử đi xem nào. Máy bay. Không phải máy bay à? Nào, hãy thử lại đi. Chắc chắn cháu sẽ lấy được nó. Vâng ạ. Cũng không phải là máy bay. Lần này chắc chắn là máy bay rồi. Mùi gì vậy? Cái tắt thôi. Chắc là cháu không gặp may thôi. Thử lại lần nữa đi nào. Chắc chắn là nhận được máy bay này đấy. Nhưng mà cháu hết tiền rồi. Ê, đợi đã. Nếu không có tiền, cháu có thể đổi vật dụng trong nhà để lấy xu quay thưởng mà. Thật á? Cháu sẽ quay lại ngay. Lừa được rồi nhá. Siêu máy bán hàng tự động 100% trúng thưởng lớn đó. Cháu muốn chơi. Cháu cũng muốn chơi. Theo tiết kiệm của mình. Đồ trang điểm của mình đâu rồi? Đồ đạc trong nhà đâu hết rồi? Lần này chắc chắn mình sẽ thắng. Cẩn thận. Chú chở, cháu đánh rơi đồ đấy. Cậu bé hành động rất lạ. Chúng ta thử đi theo xem sao. Cháu đến rồi. Giải thưởng lớn, giải thưởng lớn. Mình chẳng thắng được gì hết. Mình cũng thế. Sao chúng mình không nhận được đồ chơi nhỉ? Cháu thử lại được không? Dĩ nhiên là được rồi. Cháu nhận được hết chỗ xu quay đồ này. Wow. Để con đi kiếm thêm phần thưởng. Như vậy sẽ tăng cơ hội nhận được món quà cháu muốn nhé. Tuyệt vời. Đừng lo, sắp được rồi. Người phụ nữ kia trông cũng thật lạ. Chúng ta phải theo dõi cô ta. Trẻ con đúng là dễ lừa thật. Ôi, các người sẽ không bao giờ nhận được phần thưởng đâu. Chỉ nhận được mấy thứ vô dụng này thôi. Cô ta đang làm gì vậy? Papillon, hãy để quân tôn nhỏ kiểm tra xem. Quân tôn nhỏ, đi nào. Con toàn. Có một cái khóa ở phía trên máy. Vậy là tất cả đồ chơi đều bị khóa ở phía trên. Chắc chắn phải có máy bay ở trong đống đồ này chứ. Không, vẫn không có máy bay.
chuột chuối nhỏ nói đúng đấy. Chiếc máy này có vấn đề. Tất cả các cháu đều đã bị lừa. Hả? Hả? Vậy là cái máy này có vấn đề. Các anh có chứng cứ gì chứ? Mọi người theo tôi nào. Papillon, hãy để tôi. Wonton, mở cửa ra nào. Wonton, nhìn đi, tất cả đồ chơi đều bị khóa ở trên. Đúng vậy, vì thế các cháu chỉ có thể nhận được những phần quà vô dụng ở dưới thôi. Nhìn đi này. Cô lừa bọn cháu. Đồ nói dối, đồ lừa đảo. Cô đã bị bắt, hãy đi với chúng tôi. Cẩn thận đi. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Biến hình. Lại là cô ở Linh Dương. Đứng lại. Hãy xem ta đây. Quá đi. Papillon, hãy dùng chiêu Labrador bay. Labrador bay. Này, hãy cầm đống quà này về đi. Ôi trời. Yêu. Hồi quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy đề phòng người xấu lừa bạn bằng những phần thưởng không có thật. Hãy luôn cảnh giác, cẩn thận đừng để bị lừa và không được tiêu quá nhiều tiền vào những trò chơi này. Cẩn thận sữa biển. Được rồi. Để ba xem nào. Là một chiếc cuốn sách. Đừng cắn con. Đau quá ba. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi bị một chiếc cuốn sách cắn tay, xin hãy giúp tôi với. Cái gì cơ? Chúng tôi tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, chiếc bút cắn tay con tôi ở đây. Hả? Anh có chắc không? Đúng mà, chiếc bút đó rơi xuống biển rồi. Để tôi kiểm tra xem. Cũng tìm được. Nhưng chiếc bốt này trông bình thường mà. Hả? Cái gì vậy? Cẩn thận. Đây là sứa biển. Một số sứa biển có độc. Nếu bạn bị đốt, vết thương có thể bị sưng lên gây đau đớn. Cái gì có độc ư? Cậu bé có thể chuyển biến xấu. Chúng ta cần đưa cháu bé đến bệnh viện ngay. Có chuyện gì vậy? Cả một đàn sứa ư? Ôi không, thuyền bắt đầu bị chìm. Chúng ta phải đi ngay. Ở đây còn có nữa. Sao chúng ở khắp mọi nơi vậy? Nhảy lên đây. Đội mũ bảo hiểm lên.
nắp ở chiếc thuyền đằng kia. Chúng ta thoát rồi. Không thể nào. Chỉ có nửa con tàu thôi sao? Hả? Con kia to quá đi. Cẩn thận. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta cần hỗ trợ. Xong cả rồi. Hả? Babylon, chúng tôi bị sứ biển bao vây, cần sự trợ giúp của bạn. Đã rõ. Đây là cơ hội thử thiết bị mới của mình. Babylon luôn luôn có cách. Có thật nhiều sứa biển. Babylon, chúng tôi đang ở trong chiếc tàu đắm. Tôi đến đây. Hãy xem đây. Babylon, nhanh lên. Sắp tới rồi. Ôi không, những cái xúc tu đang chặn đường tôi. Nhưng chúng không ngăn cản được tôi đâu. Báo cáo cứu hộ. Bám chặt vào. Báo bóng này tuyệt quá đi. Mèo con bị thương, chúng ta phải mau chóng đưa cháu đến bệnh viện. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loài sứa có thể có độc. Nếu bạn bị đốt, nó có thể gây đau đớn và ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Các bạn phải cẩn thận khi chơi ở biển. Nếu bị sứa biển đốt, thì các bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện nhé. Xe ma trong nông trại. Tới đây là nông dân nhỏ. Cà chua tươi thật ngon này. Cái gì kia nhỏ? Tới đây là nông dân nhỏ. Cà con đâu rồi nhỏ? Cà con ơi! Cà con! Kia là cái gì? Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, có một xe ma ở trong nông trại. Bạn đã ăn thịt gà con mất rồi. Alo, đi nào. Có chuyện gì thế này? Thỏ con và vịt con đâu rồi nhỉ? Con bù gì đã sống lại sao? Tránh xa tôi ra. Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador. Là các cháu. Có một chiếc xe ma ở đây, đáng sợ lắm ạ. Đừng sợ các cháu, không có gì gọi là xe ma cả. Nhưng chúng cháu thấy nó, đôi mắt của nó to như quả dưa hấu và còn phát sáng nữa cơ.
con. Chiếc mũ của gà con vẫn ở trong miệng đó. Hãy về nhà ngay, các chú sẽ lo việc này. Vâng ạ. Ở đằng kia, đi nào. Nó kia rồi. Này. Có xe ma thật ư? Cẩn thận! Thế này! Ta không sợ ngươi đâu! Chạy đi! Đau quá! Gobi, dùng cái này. Bây giờ ngươi biết ta có khả năng gì chưa? Chạy đi! Cảnh sát trưởng, cho anh thật một cười. Ôi không, ôi không! À, tôi ngửi thấy mùi xăng. Nó đang phun thuốc cho cây. Bánh xe. Tôi hiểu rồi. Nó thực chất chỉ là máy gắn. Thật vậy sao? Ôi không, gà con vẫn ở trong đó. Đi thôi. Đừng sợ hãi, bọn chúng sẽ đưa cháu ra ngoài. Gà con. Là bọn dừng lại đi mà. Cả con, tại sao cháu lại ở trong xe này? Cháu chỉ muốn chơi ở bên trong, nhưng mấy gạt đột nhiên di chuyển. Cháu sẽ không bao giờ chơi trong xe nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng nên chơi ở trong xe một mình. Nó rất nguy hiểm. Nếu bạn vô tình khởi động xe, nó có thể mất kiểm soát và gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn và những người khác. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng đừng chơi đùa trong ô tô và an toàn là trên hết. Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ngon.
Ơi, ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa thấy mèo con đi với một người lạ. Xin hãy tới đây ngay ạ. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Ba ơi, ba ơi. Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Hả? Sao cơ? Nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đây ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Dừng lại. Cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh. Không ai có thể chạy thoát được ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con. Vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất. Đề phòng thuốc giả. Con bị cảm lạnh rồi, cần phải uống thuốc ngay thôi. Không, con không uống thuốc đâu. Cô có sao không? Chân tôi. Cô bị thương rồi, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi nào. Tôi không sao, vì tôi đã có thuốc xịt thần kỳ.
Chỉ với một xịt, mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Thật là tuyệt vời. Nó có chữa được cảm lạnh không ạ? Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đang bị cảm đây này. Chỉ một xịt, cô đã khỏi luôn rồi này. Ba ơi, con muốn chai xịt thần kỳ kia. Tôi có hai chai dự phòng ở đây. Mọi người có muốn mua luôn không? Nhưng mà hơi đắt đấy nhớ. Không vấn đề gì, tôi mua tất. Đúng là đắt thật đấy. Vậy là lừa được rồi. Tìm con mồi tiếp theo thôi. Dobby. Còn tôi. Anh Hà Mã, có chuyện gì sao? Tôi đã dùng thuốc xịt thần kỳ để chữa cảm lạnh cho con trai tôi mà nó còn nặng hơn. Thuốc thần kỳ ư? Trên đời này làm gì có thứ thuốc nào kỳ diệu như vậy? Ai đã bán thứ thuốc này cho anh vậy? Là một cô đi ngang qua đây. Anh Hà Mã, có vẻ như anh bị lừa rồi. Anh hãy mau mang cháu đến bệnh viện ngay đi. Chúng ta phải đi điều tra ngay. Mọi người, đến và xem đi. Thuốc xịt thần kỳ đây. Mọi người xem nhá, tôi vừa mới bị thương ở tay. Chỉ với một xịt đã khỏi luôn. Có hạn nhá. Có ngay. Đừng vội. Của mọi người đây. Xin lỗi, hết hàng rồi. Đợi đã, chúng tôi vẫn còn chưa mua được mà. Tôi mua. Có cách rồi. Mọi người đừng vội, tôi sẽ nhập thêm hàng mới ngay đây. Mau bám theo cô ta. Mùi này đáng sợ quá. Dobby, cậu lại đi tất cũ từ hôm trước có phải không? Nhưng đôi này không bị hôi mà. Mùi đó phát ra từ rãnh nước ở đằng kia. Hả? Cô ta làm thuốc xịt từ nước thải sao? Mình sẽ trở nên thật giàu có. Vết thương biến mất rồi. Mình sẽ vẽ lại. Vết thương đó là giả à? Đến lúc kiếm thật nhiều tiền rồi. Đúng rồi, mùi chưa quay lại nhỉ? Tôi đây. Mọi người đến mua nào. Sao mùi nó lại đáng sợ như vậy? Thế là mọi người không hiểu rồi. Càng nặng mùi tức là thuốc càng tốt. Môi của tôi đã bị sưng một thời gian rồi. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Không được uống. Mọi người nghe đây, cô ta đã bán thuốc giả, nó không chữa được bệnh gì đâu. Vớ vẩn, mọi người ở đây đều chứng kiến mà. Nó đã chữa lành vết thương trên tay tôi. Là như nào nhỉ? Đúng rồi đấy. Tất cả chỉ là chiêu trò của cô thôi. Papillon. Vết thương đó chỉ được vẽ lên bằng bút màu thôi. Vậy đúng cô ta là kẻ lừa đảo sao? Bản thuốc thì được làm bằng nước từ rãnh nước thải đằng kia kìa. Thật đáng sợ quá đi. Đáng sợ quá đi. Đứng lại. Cô đã bị bắt vì tội bán thuốc giả. Các người phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà các người không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương nữa sao? Đuổi theo cô ta. Bắt được rồi, cô đừng hòng qua.
Nghĩ bắt ta dễ vậy sao? Cứu tôi với, hồi quá. Linh Dương, cô hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên đời này không có thứ thuốc nào có thể chữa được bách bệnh hết. Nếu cảm thấy không được khỏe, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để có thể được các bác sĩ kịp thời giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé.